Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn cái món ba món nha. Là cái camera này thì mình dư ra, mình gắn ở nhà mình dư ra, còn cái mấy bạn nào nhà mà bị hư camera giống như vậy nè, liên hệ với mình mua nha. Đây, toàn bộ của nó luôn rồi nha. Cái này rất là cũ nha các bạn, phải mới thôi nha. Camera này thường nha, thường có hồng ngoại này nha, ban đêm quay được hết nha. Đó. Cái này mình để cho mấy bạn là giá 80k thôi mấy bạn. Nó đủ bộ luôn nha, có cái chân này, để mình lấy cái chân nha mấy bạn coi nha. Cái chân này. Để lại cái chân này. Chờ mình xíu, mình lấy cái chân nha các bạn. Đây. Chân camera này. Chân luôn nha các bạn, này mình tặng luôn nha, chân mình tặng. Toàn bộ của nó là mình bán 80k thôi nha. Này lâu rồi, thêm lâu rồi. Tới mua thì mình test cho mấy bạn. Bỏ mình test cho mấy bạn luôn nha. Có cái cục adapter nữa nha các bạn. Adapter nữa. Cắm vô nè, nguồn này. Dữ liệu này, cắp dữ liệu này, dữ liệu này, nguồn này, test, detect. Cái này mà mua mới là như là 450 hay đâu đó, 450 đó. Xài tốt nha các bạn, mình để xe cua thôi nhưng mà mình thấy không cần thiết, cho nên bạn nào cần mua thì liên hệ với mình nha. Chuột này xài bền lắm nha các bạn, xài bao bền luôn. Đây là tháng
bảo hành đến tháng 6 năm 2019 như vậy. Bảo hành sáng tháng 6 năm 2019 nữa. Chỗ này đẹp. Bao bờ 15.000 con thôi nhé bạn. 15.000. Chuột nhỏ gọn. Mấy bạn nào xài laptop xài mấy con chuột này ngon lắm đấy. Bao bền luôn. Đến tận nơi để xem mình ở Bồ Bàng, Bình Dương, gần Biên Chiến Thắng Bồ Bàng nha bạn. Đối diện xéo xéo ở Biên Chiến Thắng Bồ Bàng. Bạn nào tới thì gọi điện cho mình, chỉ đường cho vô. Mình ở ngoài quốc lộ 13 nha bạn, không có vô hẻm gì hết. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho các bạn cái wireless của mấy cái máy laptop đời cũ. Bạn nào là laptop mà xưa cũ mà không có cái không có bắt wifi được đó, thì liên hệ với mình có cái cạc này hoặc là cái wifi của mấy bạn thì hư á thì mình mua cạc này mình gắn vô nha. Bao xịn luôn các bạn. Mấy cái máy laptop mà bị hư cạc wifi các bạn. Cái cạc này mình mua mà lâu lắm rồi. Laptop bị hư wifi hoặc là máy laptop đời cũ không có wifi thì mình gắn cạc này vô mình xài. Cạc này mình để rẻ thôi, cạc này để 50k thôi nha bạn. 50k bao xịn luôn nha bạn. 50k một cái còn mới tinh nha bạn, để trong hộp mới tinh mới xài. Thì cái này mình cũng là mình bao test cho các bạn, test tại chỗ cho các bạn xài ngon lành mới lấy tiền nha bạn. Chỉ có 3 sản phẩm thôi, là cái cạc xài cho laptop laptop đời cũ hoặc là laptop mà bị hư wifi rồi mà mình sửa wifi chi phí tốn kém. Các bạn mua cái cạc này bạn nhấn vô ha, nhấn cạc này vô thì nó đỡ chi phí ha. Giá rẻ ha các bạn, có 50.000 thôi các bạn. Rồi còn món
món thứ hai là các bạn cái camera nha các bạn. Camera này có cục adapter nha các bạn. Để cục adapter tủ. Có cục adapter theo nha các bạn. Có cục adapter luôn nha. Adapter mới tinh mỗi hộp luôn nha các bạn. Là mình để mà 80k nha các bạn. Thì mấy bạn nào mà xài camera hồi cái kiểu mà xưa xưa là vẫn xài camera này nha. Mình thấy ngân hàng rồi gì ta vẫn xài cái camera này nha. Mình đi ngân hàng mình hay để ý mấy bạn vẫn xài camera này. Hư thì cái nào mà nó hư nó bị hột hột é hay là ấy thì mình thay thôi. Thay camera khác. Này mình để 80 nha mấy bạn. 80.000 này. Rồi, đó. Rồi, nó ba là chuột này ha, 15k các bạn. Rồi bạn nào cần liên hệ với mình ha. Ok.